tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, chú huyện Thạch Thất, về các tội giết người và cố ý gây thương tích. Đây là vụ án một bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong, từng gây phẫn nộ dư luận. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Mai Văn Quang ngồi ghế chủ tọa, thẩm phán thứ hai là ông Nguyễn Hữu Chính, tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, kết hôn rồi sinh được ba người con, trong đó có bé DNA sinh năm 2018. Do mâu thuẫn phát sinh, một thời gian sau vợ chồng chị Luyến ly hôn, chị Luyến nuôi cháu DNA, còn chồng chị nuôi hai cháu còn lại. Ly hôn xong, chị Luyến làm việc tại xưởng Mộc, trên địa bàn huyện Thạch Thất, rồi nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên, chị đưa bé DNA đến phòng trọ chung sống với Huyên. Quá trình chung sống Huyên thấy bé gái có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ đánh đập và giết hại cháu với mục đích không phải nuôi dưỡng, không để cháu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ cháu. Giữa tháng 9 năm 2021, Huyên thực hiện hành vi phạm tội khiến cháu bé bị tổn hại 13% sức khỏe. Chiều tối ngày 9 tháng 10 năm 2022, Huyên lại thực hiện hành vi phạm tội khiến cháu phải nhập viện cấp cứu và bị tổn hại 21% sức khỏe. Chiều 22 tháng 11 năm 2021, cũng tại phòng trọ, Huyên lại thực hiện hành vi phạm tội man dợ với cháu bé. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cháu không tử vong. Khuya 24 tháng 12 năm 2021, Huyên tiếp tục làm cháu bé bị gãy một phần ba dưới thân xương cánh tay phải, tổn hại 21% sức khỏe. Đỉnh điểm là sáng 17 tháng 1 năm 2022, Huyên lại dùng đinh thực hiện hành vi man dợ với cháu bé, làm cháu bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến 22 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2022, bé gái tử vong tại bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng, hậu quả từ việc vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua. Ngày 19 tháng 1 năm 2022, Huyên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Thạch Thất Hà Nội bắt giữ, bị cáo bị truy tố về hai tội danh như đã nêu, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.